Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì cô sẽ xin chia sẻ với các bạn về một giáo trình, đó chính là thực dụng thị thính hoa ngữ tiếng Đài Loan. Như vậy thì tiếng Đài Loan giáo trình căn bản ở tại Việt Nam mình đó chính là thực dụng thị thính hoa ngữ quyển 1. Thì cái giáo trình này á là cũng xin thưa với các bạn là có tổng cộng là 5 quyển. Và giáo trình này thì cô đặt mua tại Đài Loan. Lúc bây giờ cô mua cái giáo trình này là 3 triệu rưỡi cho một bộ trọn gói 5 cuốn. Và cái cuốn sách này á, thì các bạn thấy rằng là ở trong nội hàm của nó là chỉ tiếng Anh và tiếng Hoa thôi, không có một tiếng Việt nào hết. Và cái giáo trình này khi các bạn học xong quyển 1 thì các bạn đạt 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 được cái gì? Thì các bạn đạt được cái khả năng đó là trình độ bằng A tiếng Đài Loan. Vậy thì khi mà các bạn muốn đi thi á, thì các bạn phải dựa những yếu tố nào, làm thế nào để các bạn đạt được được cái bằng A? Thì trước tiên các bạn phải có những cái quá trình cho cô, đó là bước 1, các bạn nên vào là 10 nguyên tắc viết chữ Hán. Bước thứ hai là các bạn phải học bảng chữ cái tiếng Trung. Bước thứ ba là các bạn học 214 bộ thủ. Và bước thứ bốn là các bạn phải có cuốn giáo trình này. Đó. Và bước thứ năm là các bạn đặt câu phải có ngữ pháp thì chúng ta thành công thôi. Ở trong cái bước chặng đường mình học thì có 5 bước cơ bản như vậy. Cô ví dụ như là cô đọc là thực dụng thị thính hoa ngữ đúng không? Nhưng mà ra quốc tế thì lại không đọc như vậy. Người ta lại đọc là gì nhỉ? Thực dụng đọc là gì? Thực dụng đọc là gì? Sử dụng, thực dụng, sử dụng, sử thính, hóa ủy, sử dụng hay là sử dụng. Vậy thì khi chúng ta muốn phát âm được chuẩn thì chúng ta phải dựa vào bảng chữ cái, đúng không? Thế còn khi mà chúng ta muốn viết được thì các em phải dựa vào 214 bộ thủ. Và ví dụ như cô muốn viết chữ này chẳng hạn đi, đúng không? Thì cô phải viết như thế nào? Thực dụng, đúng không? Thì cô phải viết là bộ mịch này, đúng không? Bộ miên này, đúng không? Rồi lại là gì đây? Cái chữ này là chữ vô là không ấy, các bạn biết không? Rồi ở dưới này ấy, là bộ bối, đúng không nào? Bộ bối, bộ bối là báu, đúng không? Khi chúng ta học cho ghép bộ rất là nhanh. Thực dụng, sử dụng, thực dụng, sử dụng, thì cái từ này mình đọc là gì? Sử dụng, sử dụng. Vậy thì làm sao mà mình biết phát âm cho nó chuẩn được? Sử là thanh mấy? Thanh hai lên giọng đúng không? Sử dụng, cái từ mà thanh 4 á, là đoạn thanh cắt giọng xuống giọng dứt khoát luôn. Sử dụng, sử dụng, thực dụng, sử dụng, thực dụng. Sử thính, như vậy mình muốn viết được chữ sử thính mình sẽ viết như thế nào? Sử thính, các bạn nhìn thấy là cái thị thính này, các bạn nhìn thấy không? Sử thính. Như vậy thì bộ thị này á, bộ này á là chúng ta phải học, đó là chữ thị là bảo, nó khác với lại y là áo. Thì cô hay có nói vui một cách là gì? Đủ áo đủ quần thì gọi là y, tức là áo là ở trên, quần là ở dưới, tức là nó có hai cái, thì bộ này gọi ta là y là áo, đúng không? Đấy. Nhưng còn thị là bảo á, tức là thị là chỉ thị đó các bạn. Thị là bảo, thiếu thì chỉ ra, tức là ở đây nó thiếu, nó khiếm khuyết, cho nên mình phải chỉ nó ra. Vậy mình rất là dễ nhớ chữ đúng không? Vậy thì khi mà mình viết ở đây á, thì cần phải lưu ý là cái từ thị thính này á, thị là nhìn mà thính là nghe, đúng không? Đấy. Vậy khi chúng ta sẽ viết là gì? Sư thính, chúng ta sẽ viết chữ rất là dễ. Khi các em biết viết rồi thì các em viết không có gì khó cả. Bộ này là bộ kiến là thấy, khác nhau ở dưới là bộ nhân ngồi, tận mắt ngồi chứng kiến, đúng không? Đó. Các bạn nhìn thấy so sánh giống nhau không? Đấy, cô đưa về nha. Các em so sánh giống nhau chưa? Đấy, ok. Cái này đọc là sự. Thanh 4 luôn nha các bạn nha. Sự thiên, thiên là bộ nhĩ tai này, các bạn nhìn nhĩ tai này. Đúng không nào? Đấy, rồi lại chúng ta lại có gì nữa? Thập trên tứ dưới nhất đề chữ tâm đúng không? Rất là dễ. Đấy. Chữ này đọc là thiên, sự thiên, thiên, đúng không? Sử dụng, sử thiên, hóa ủy, hóa ủy.
Cái từ hoa ngữ thì các bạn biết đây là bộ thảo này. Đúng không? Chúng ta học bộ nó rất là dễ. Bộ nhất này, bộ thập này. Đúng không? Rồi, bộ nhất này, sổ trước. Ngang ở dưới thì đóng cuối cùng. Hóa hủy, bộ ngôn này các bạn. Đầu, nghĩ từng lời nói ra miệng. Đầu là bộ đầu này, đây là bộ đầu này, đúng không? Ngôn là nhất nhất này. Đầu nghĩ từng lời tức là nhất nhất, nói ra miệng, khẩu miệng, có vậy thôi, đúng không? Hóa hủy. Cái từ này đọc là gì? Hóa hủy. Hóa hủy là hoa ngữ. Người ta còn có thể phiên âm đọc là trung quẩn. Hoặc là gì? Người ta còn có thể là phủ thung hoa. Hoặc là người ta còn có tên gọi là gì các bạn biết không? Hán hủy. Hóa hủy là hoa ngữ. Vậy thì tại sao người ta lại gọi từ hoa ngữ? Từ hoa ngữ là gì các bạn biết không? Là dân tộc Trung Hoa đó, các bạn nghe từ Trung Hoa không? Tức là những cái gì tinh hoa đó, nó hội tụ về. Hoa này là của tinh hoa. Hóa hủy. Tất cả những cái ngôn ngữ tinh hoa, đúng không nào? Đấy. Còn cái từ Hán ấy, Hán nhụy hoặc là nó thuộc về là dân tộc Hán, thì cái từ nó viết như sau các bạn. Hán nhụy. Cái này là cô đang viết chữ 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 phồn đấy nha, chứ cô không viết chữ giản đấy nha. Chữ giản mà chữ Hán nó đọc như này này các bạn. Bộ thủy với bộ hữu lại, mã hóa. Giản tức là ít mà phồn rất là nhiều, có vậy thì phồn thể tức là chữ Đài Loan là nhiều, nhiều nét, chữ của ở chữ cổ đúng không? Thế còn giản thể là nó ít nét, đấy, là cách tân hiện đại. Đó. Như vậy thì Hán nhụy, Hán nhụy tức là tiếng Hán thì cũng là học tiếng Hoa thôi. Nhưng mà người ta muốn nhấn mạnh đó là tiếng của người dân tộc Hán, cho nên người ta là Hán nhụy. Đúng không nào? Đấy. Thế còn Trung Uẩn nó cũng là tiếng Hán, tiếng Hoa luôn. Mà tại sao người ta lại dùng tên khác? Đó là gì? Tiếng Trung. Tiếng Trung là của Trung Quốc, đúng không? Đấy. Đại lục Ta Lùi, đại lục, đúng không? Đấy. Thế còn có một cái tên khác nữa, đó chính là Bải Hoa, Bạch Thoại. Bải Hoa. Cái từ bải hoa này á, là bạch thoại. Thì cái này nó thường dùng trong văn hiện đại chứ không dùng trong Hán cổ nha các bạn. Bạch thoại tức là gì? Nói trắng ra. Đúng không? Mà thường dùng là từ giản thể chứ không có dùng phồn thể. Đấy. Còn cái từ phồn thể là văn cổ, văn xúc tích thì thông thường họ dùng cái ngữ pháp của cổ rất là nhiều. Ví dụ như cô nói nó khác nhau ở chỗ này về cái ngữ pháp chẳng hạn. Văn bạch thoại người ta chỉ dùng chữ tơ thôi, nhưng vào văn cổ người ta dùng chữ chi. Đó là cái khác nhau về cái cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp đó. Ví dụ như văn bạch thoại ý, là người ta muốn mua, ví dụ tôi muốn mua đồ của sáng mãi tung xì, đúng không? Nhưng mà cái văn cổ ấy thì có những cái câu nói cũng rất là giống, nhưng mà cái cấu trúc lại khác. Ví dụ như là cái từ cô điển hình là từ từ trư và từ bãi đó, từ tơ đó. Những cái từ đó khi nó sử dụng vào cấu trúc thì nó khác, chứ còn đại đa phần chữ thì giống nhau nha các bạn, cấu trúc thì khác một chút thôi. Đấy. Rồi. Chênh lệch nhau đến 30% các bạn. Rồi. Bây giờ nó còn một cái tên gọi khác đó các bạn gì biết không? Đố các bạn gọi tên là gì? Còn một tên gọi khác cho tiếng Trung nữa, đó chính là từ quan thoại. Quan thoại. Vậy thì tại sao mà người ta lại nói là học tiếng quan thoại? Sở dĩ mà người ta có tiếng này là bởi vì là cái ngày xưa đó các bạn, khi mà dùng ra văn bản hành chính, tức là tất cả sử dụng ra cái hành chính thì dùng cái tiếng này hết, cho nên người ta gọi là tiếng quan thoại, hay còn gọi là tiếng phổ thông hoa. Phổ thông hoa tức là tiếng phổ thông, phổ thông tức là ai cũng dùng đến, gọi là phổ thông hoa. Đấy, thực sự người ta cũng chỉ tiếng Trung thôi. Tiếng quan thoại người ta cũng chỉ tiếng Trung thôi. Nhưng mà chỉ mục đích người ta muốn nói là cái tiếng dùng trong văn bản hành chính vua quan, tất cả các văn bản giấy tờ. Đấy. Còn cái tiếng địa phương nó khác nhau. Cái tiếng địa phương là gì? Cái tiếng địa phương thì mình chỉ nói cho một nhóm người, một khóm người, một cái tổ hợp đấy thôi. Đấy. Chứ còn khi mà mình nói ra rộng ra bên ngoài thì đã không được. Cô ví dụ như là dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc anh em chẳng hạn. Thì khi dân tộc Việt Nam á, là chọn ngôn ngữ phổ thông, hay còn gọi là tiếng Kinh, tiếng dân tộc Kinh đó làm chính. Nhưng mà thật sự họ cũng nói tiếng Việt thôi, đúng không nào? Người ta nói tiếng Kinh tức là nói tiếng Việt đấy, đúng không? Học tiếng phổ thông cũng chính là học tiếng Việt đấy. Vì sao vậy? Vì là dân tộc
có quá nhiều ngôn ngữ thì họ phải chọn ra một cái ngôn ngữ để giao tiếp thông thương, thương mại, văn hóa, kinh tế, vân vân. Đó. Thì người ta phải chọn ra một tiếng thì người ta gọi là tiếng phổ thông, phổ thông hoa. Ở dân tộc nào cũng như thế, đất nước nào cũng vậy. Có rất là nhiều dân tộc nhỏ. Họ sẽ chọn ra một cái là cái ngôn ngữ chính để mà thông thương thôi các bạn, để giao lưu thôi nhé. Đấy, như vậy thì khi các bạn mà học như vậy thì các bạn hiểu rằng là tiếng Đài Loan này, tiếng Trung Quốc này, đúng không? Quan thoại, bạch thoại, phổ thông này, tiếng Hán, tiếng Hoa này. Đấy, nó có tên gọi khác nhau, nhưng tự chung là học tiếng Trung, tiếng Hán, tiếng Hoa cũng vậy thôi. Vậy thì nó còn một cái tên gọi khác nữa, đó chính là tiếng Bắc Kinh, ở Bảy Trinh Hoa. Bảy Trinh Hoa là tiếng Bắc Kinh. Như vậy thì tại sao lại người ta lại gọi tiếng Bắc Kinh mà ta không gọi nói tiếng Hán, tiếng Hoa cho nhanh đi? Do người ta lấy cái cơ sở về cái địa lý, tức là cái Bắc Kinh ấy, là cái địa hình Bắc Kinh, cái vị trí địa lý, và cái nơi đó người ta nói cái tiếng này không thì người ta gọi là tiếng Bắc Kinh, thì thực sự là tiếng Hán, tiếng Hoa thôi. Đó là tiếng Bắc Kinh, Bắc Kinh, ngữ yến, ok, ngôn ngữ Bắc Kinh. Tại vì ngôn ngữ Bắc Kinh là ngôn ngữ thủ đô, ngôn ngữ chuẩn, cho nên người ta gọi là ngôn ngữ Bắc Kinh. Đấy, cũng giống như là tiếng Việt của mình ấy, thì thủ đô của mình nằm ở đâu các bạn? Hà Nội, đúng không? Hở nay tôi mà hở nay Hà Nội hả? Đấy, nhưng mà học tiếng nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chọn một cái ngôn ngữ phổ thông. Nhiều người học thì chúng ta sử dụng, khi chúng ta đầu tư ra chúng ta có kết quả, tức là chúng ta mất thời gian học rất là vất vả, rất là mệt mỏi, thì khi chúng ta ra phải được một cái kết quả mỹ mãn, đó là phải nhiều người sử dụng được, nhiều người biết đến, đúng không nào? Đấy, thì cái cuốn mà thực dụng thị thính hoa ngữ tiếng Hoa này á, nó bao gồm 5 quyển đấy các bạn, và học được quyển 1 thì các bạn sẽ được là TOEFL A. Thì cái bằng A đó nó chia ra A1, A2, A3 và cái cấp độ thi khác nhau. Và tất cả những cái thắc mắc á, các bạn có thể điện thoại 0938876359 và cô sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn trong quá trình các bạn học. Cái tiếng Đài Loan này, cái tiếng Đài Loan này thì nó cũng không có khó đâu các bạn. Chỉ trừ khi nào các em khó là bởi vì các em không có biết cái hướng đi thôi. Đầu tiên là người ta muốn đi được hai chân đó, chứ không phải bảng chữ cái và gì 214 bộ thủ. Thì từ từ các em chạy rất là nhanh, các em chạy vào giáo trình thì cực nhanh. Nhưng mà khi các em không biết mà các em đi thẳng vào giáo trình ấy, người ta gọi là chưa học bò mà đã lo học chạy ấy, đó thì rất là khó khăn. Đó. Còn đó, dục tốc thì bất đạt, các bạn cảm thấy nhanh tức thời thôi, nhưng mà lâu mãi là mình không có căn bản đi lên. Và trong khi mình vào cái cuốn giáo trình này ấy, thì mình lại cảm thấy rối bời bởi vì mình không có căn bản. Thế các bạn làm cái gì phải có ABCD, phải từng bước một. Chứ còn các bạn muốn nói là chế chữ bỉ tôi sỏ chén, muốn nói như cô rất là dễ thôi, cô dạy thì các bạn học theo. Nhưng khi mà cô không dạy thì các bạn không biết gì. Đó. Như vậy thì dạy là cho người học người ta có cái khả năng làm gì? Đấy là tự phân tích, tự sắp xếp, tự phiên dịch, tự phán đoán. Đấy. Thì cái đó người ta gọi là kỹ năng, đúng không? Về cái phương pháp học, lý tờ phang phả, chẩm mà giang, chưa chẩm mà giang Cái phương pháp bạn học như thế nào thì cái kết quả nó ra như thế vậy. Còn nếu như mình muốn học là muốn đọc ngay như cô giáo ấy, mà muốn nói ra ngoài, muốn nói chuyện ngay, cô ơi, cô em chỉ nghe nói không thôi được không? Được chứ. Nhưng mà nó cũng chỉ nằm trong giới hạn như vậy thôi. Nó không có mang tính tổng thể của nghe, nói, đọc, viết. Như vậy thì một người mà học về chín chắn, học có căn bản, học có đào tạo, thì cô khuyên là các bạn nên học nghe, nói, đọc, viết. Còn các bạn mà làm về kinh tế thì các bạn chỉ học một cái nhỏ nào đó thôi thì cũng được. Nó đạt được cái mức độ là nhỏ hẹp như vậy thôi. Còn khi ra cái tình huống mà nó khác đi thì tôi lại không xử lý được. Đấy. Vì vậy là cô khuyên các bạn học nên có cái căn bản, nên có cái bài bản. Và cuốn thực dụng thị thính hoa ngữ 1 này các em có thể đặt mua giáo trình nhé các bạn nhé. Em có thể đặt mua giáo trình. Ở trong này thì toàn là tiếng tiếng Anh với tiếng Hoa thôi, không có tiếng Việt đâu nhé. Đấy, thì cô giới thiệu để cho các bạn có một tầm nhìn về khi các bạn học tiếng Đài. Và tiếng Đài này thì bằng A, bằng B, bằng C nhé các bạn nhé. Còn cái tiếng giản thể thì nó làm cái cuốn giản thể này là các bạn là tiếng Trung Quốc đấy. 3, 4, 5 câu khẩu ngữ tiếng Hán, thì cuốn này nó có 4 cuốn nha các bạn nhé. Và giáo trình cũng rất là thần tốc, đúng không? Đấy. Han yu khẩu yu tuê mò, cách viết này nhìn là biết là giản phồn rồi, đúng không? Đấy. Thì các bạn muốn thắc mắc hoặc muốn liên hệ là các bạn có thể đặt trên giáo trình trên Lazada, mà các bạn đặt mua không được thì các bạn có thể điện thoại cho cô 0938876359. Thì một bộ sách của giáo trình Đài Loan nó bao gồm 5 cuốn, chọn gói 500.000. Còn mua gốc của nó là 3,5 triệu nha các bạn nha. Mua gốc của nó là 3,5 triệu. Đó. Còn cái cuốn khẩu ngữ tiếng Hán này ấy, thì cuốn 3, cuốn 4 này rất là dày các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 này rất là dày, nhưng mà mình
mình biết in phần không có bài tập thì nó mỏng thôi, tùy các bạn có nhu cầu khác nhau ha. Ok, như vậy thì bạn nào muốn học tiếng Trung hoặc là tiếng Đài, các bạn sẽ liên hệ ở 0938876359, Trần Lão Sư sẽ trực tiếp hướng dẫn chia sẻ cho các bạn. Và ở trong file YouTube này thì có rất là nhiều file, các bạn đăng ký thì các bạn có thể học theo giáo trình trên YouTube. Còn nếu như các bạn mà kết nối trực tiếp với giáo viên của giáo viên tiếng Đài, giáo viên tiếng Trung hoặc giáo viên tiếng Việt thì cũng đều kết nối được nha các bạn nha. Rồi xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.